Khai thị, chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 167. Phong thủy thay đổi theo tâm người. Người học Phật, tu định, tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, có thể chuyển cảnh giới. Tâm của người được thanh tịnh là người có được phúc báo rất lớn. Họ đến ở nơi nào phong thủy vốn không tốt thì nơi đó sẽ trở thành tốt. Phong thủy theo tâm người mà thay đổi. Phong thủy không thể không thay đổi. Lời nói từ cửa miệng hay nói. Phong thủy luôn lưu chuyển. Nó sẽ xoay chuyển. Ví như một nước, có gần một nửa số người dân trong nước đều là người tốt, thì phong thủy của nước này liền tốt. Tâm người không tốt thì phong thủy sẽ ngược lại. Đây là sự thật. Phong thủy tùy theo tâm người mà thay đổi. Chúng ta là người học Phật, phải hiểu được đạo lý này. Cho nên tướng mệnh có hay không có? Có. Nên hay không nên đi xem tướng đoán mệnh? Tất nhiên là không cần. Phong thủy cũng có, nhưng không cần thỉnh mời thầy địa lý đến xem phong thủy. Trong Phật Pháp không có làm những điều này. Đây là việc của thế gian. Theo trên kinh chúng ta thường nói, tu bố thí tài được giàu sang phú quý. Bạn ở đời quá khứ tu rất nhiều, nên đời này được nhiều tài phú, phát tài lớn. Bạn đời trước tu bố thí pháp, đời này được thông minh trí tuệ. Bạn tu bố thí vô úy, đời này được mạnh khỏe sống lâu. Có nhân nhất định có quả. Sự bố thí của người nghèo thường cao hơn người giàu. Tại vì sao? Tâm của họ chân thành. Người có tiền bố thí, tâm ắt chưa có chân thành. Họ có quá nhiều tiền rồi, bỏ ra một chút không nghĩa lý gì. Cũng như một sợi lông của chính con trâu. Người không có tiền, mỗi ngày tự mình tích cóp từng đồng từng cắt. Gặp phải người nguy nan, bèn đem bố thí hết. Cái việc bố thí này công đức bất khả tư nghị. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát cái thế gian này. Ở chỗ đây nhìn thấy được vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. Người ở đời này đại phú đại quý, đời sau có thể trở thành nghèo khổ. Người ở đời này nghèo khổ, đời sau có thể trở thành đại phú đại quý. Nên gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Cái gì chuyển? Người nghèo bố thí với tâm chân thành thanh tịnh, không có bất cứ điều kiện gì. Họ thành tâm thành ý giúp đỡ xã hội và tất cả chúng sanh khổ nạn. Tại đây có đạo lý nhân quả. Người nghèo đời sau giàu sang, người giàu sang đời sau nghèo khổ. Phong thủy luân lưu chuyển. Cho nên bạn thật sự đem chân tướng sự việc này xem cho rõ ràng. Thật là ông trời có mắt, rất công bằng. Trên kinh Lăng Nghiêm giảng rất hay. Nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Chúng ta không nên bị phong thủy chuyển. Chúng ta nên chuyển phong thủy. Tâm người tốt, phong thủy liền tốt. Tâm người xấu, phong thủy liền xấu. Phong thủy luân lưu chuyển, theo tâm người mà chuyển. A Di Đà Phật.